Hoa sứ Lê Gia rất vui được gặp lại cô chú và anh chị trong buổi bán hôm nay ạ. Hôm nay bên vườn em giới thiệu cho mình tham khảo 29 cây hàng ghép, cây to, hàng VIP nè, và hàng thông thường và cây zin luôn. Bên vườn em bán là em bao ship gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện ha. Đi Tô Châu bao ship nguyên chậu, hàng giao đến cái chành gần nhà khách, khách ra nhận giùm em. Và đi Bưu Điện em bao ship nguyên chậu giao tận nhà cho mình luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Rồi mình đến với cây số 1, cây hàng VIP gốc to trước nè. Cây tán đẹp, tự dài, đang nụ như hình. Ghép giống kiều diễm, một giống hoa xây to và hoa rổ. Kiều diễm 3 lớp màu hồng đậm viền trắng. Cái tàn cây kêu bằng là xuất sắc luôn nha cả nhà. Mình thấy tựa dài nè. Cái mặt ghép nó liền chắc chắn, một bo nó lên từ 3 tới 4 nhánh. Rồi lên trên mình thấy nó phân tàn ra nè. Nhìn cái tàn cây của mình xum xuê lắm luôn nha. Củ thì dạng củ cơ bắp, củ già, hoành gốc là 83. Được ghép 11 bo, giá là 1.300.000. Số 2 tiếp một cây dạng củ quái, hoành gốc là 94. Ghép 7 bo, 1.400.000. Ghép phương lam 23, một dòng hoa chuyển màu, hoa 3 lớp màu vàng. Nở 3-4 ngày nó sẽ cánh nó phớt hồng và giai đoạn cuối là nó đi màu đỏ, có cái sọc vàng giữa cánh ha. Hoa chuyển màu nhìn rất là bắt mắt. Cây đang nụ như hình đây. Tàn bung rộng ra là 1 mét. Cái gốc này rất là già. Thì cái cây mình già thì theo năm tháng nói chung nó cũng bị nắng gió đồ, nó làm tạ vô làm nó bị cháy củ tí ngay đây ha. Nè, mình thấy như cái phần đây nó bị táp nắng nè. Táp nắng là do mùa khô nó bị mất nước, cái cây nó táp nắng nó lành rồi nè, lên còn phần trên đây còn tí. Rồi mình đến số 3. Số 3 cây ghép 2 giống. Mình thấy cái nụ đang nhiều đây nè. Cái nụ màu vàng là Retiladi, hoa 3 lớp màu vàng tươi, hoa thơm. Retiladi là có mấy bẻ nó đang vô san hô luôn nè nha. Cây ghép 10 bo mà 9 bo Reti, có một bo bích loan. Bích loan 2, hoa 4 lớp, hoa thơm. Hành củ là 84. Được ghép 10 bo, hai giống hoa thơm hết nha. Bích loan 2 với lại Retiladi. Retiladi còn đang vô bẹ san hô nữa. Giá là 1 triệu. Số 4 cây 2 màu. Fit lớp 4 lớp trắng viền hồng và mình thấy cái nụ đỏ đây là T1, 3 lớp đỏ viền tím. Cây ghép 2 màu 7 bo 400.000. Hoành củ là 67. Số 5. Đại mỹ nhân, củ đại mỹ nhân rất đẹp nè. Đại mỹ nhân mã số 5 ghép 7 bo 450.000, hoành gốc là 74. Đại mỹ nhân 5 cánh. Đây mình thấy cái tàn cây của mình đây. Hoa 5 cánh trắng viền đỏ, xây hoa to. Số 6 một gốc củ tròn, hoành gốc 69, ghép giống kim phá. Kim phá là hoa 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Cây mình 11 bo 500.000. Số 7 một giống hoa màu trắng viền hồng, giống này xây hoa to. Hoa cánh dày nở căng không hề gục nha. Tên là Hồng Chi. 3 lớp màu trắng viền hồng đậm. Cây mình tựa dài, bo khỏe, cái bo ghép lên mập ú ù luôn. Hoành gốc là 67, được ghép 9 bo giá 400.000, Quỳnh Chi. Em xin lỗi Hồng Chi chứ quên nói cái tên nó cứ lộn hoài. Hồng Chi nha. Tiếp số 8. Số 8 là cây ghép này 2 giống nè. 2 giống mà 2 giống hoa 5 cánh. Ánh mai 4, hoa 5 cánh. Cái giống này là siêu rộ luôn. Với lại có 2 bo là tiểu phi yến, một dòng hoa 5 cánh. Rồi mã số 8 ghép ánh mai 4 với tiểu phi yến, 2 loại hoa 5 cánh hết 13 bo 400.000. Hoành gốc là 66.
Đây mình thấy cây mình đang vô nụ nè. Tiếp số 9. Số 9 là cây hai giống nè, hai loại hoa màu vàng. Về mình đọ thử coi hai loại này loại nào mà nó rộ hơn ha. Ánh mây 8. Ba lớp màu vàng sọc. Sọc hồng giữa cánh, hoa chuyển màu. Với lại ánh mây 6 là 4 lớp màu vàng có sọc, cũng hoa chuyển màu luôn. Đây cây đang nụ như hình, tàn bung rộng ra là 7 tấc. Tựa dài. Cây bên em bán dường như em gửi hàng đi là mấy tỉnh miền ngoài không hà. Nên em để cái tựa dài như vậy em gửi đi cho khách là hàng sẽ ổn hơn. Đi tựa ngắn ngắn á, thì nó đi đường xa nó dễ bị tình trạng nó gãy vớt bo. Với lại không mấy là nó cây đang nụ thì nó dễ bị đi 4-5 ngày nó bị úng cái nụ á, rồi nó xuống nó thối dễ lây xuống thân. Nên em để cái tựa dài như vậy đi sẽ chắc chắn cho khách. Em để tựa dài thì em còn tốn công chăm sóc nữa, tốn chi phát sinh thêm nhiều chi phí khác, nhưng mà đổi lại hàng đến nơi khách nhận sẽ yên tâm hơn mà cái hàng tượng ngắn. Rồi mã số 9 ghép hai giống ha, ánh mây 8 và ánh mây 6 ghép 9 bo 400.000. Hoành cũ là 66. Tiếp số 10. Số 10 là tiểu chiêu. Hoa ba lớp màu vàng có sọc đỏ, đi cái gân đỏ. Tiểu chiêu là hoa thơm, mình thấy cây dường như là đang nụ ha. Tiểu chiêu hoành gốc 66 ghép 11 bo 400.000. Củ dạng củ tròn nè. Tiếp 11. 11 là hạnh mẫy 8. Màu vàng có sọc hồng, cây đang nụ như hình. Cây này thì em bo tàn lại rồi nè nha. Ghép 9 bo 500.000. Hoành cũ là 68. Tiếp số 12, 12 cây hai giống. Cây hai giống Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Còn mình thấy cây vô bẹ san hô, đây là thần tài. Thần tài phúc. Màu đỏ, 3 lớp màu đỏ mà vô bẹ san hô luôn rồi nè nha. Đây vô bẹ san hô mình thấy là cái bẹ nó to, nó vô nụ này nhìn mê chưa. Đây. Cây vô hai nhánh thần tài phúc, nhánh nào cũng vô bẹ san hô hết á. Mã 12 ghép Thúy An 3 với lại thần tài phúc. 9 bo 500.000. Đây mình xem thần tài nó vô nụ, vô bẹ san hô này, nụ một chùm luôn. Củ tròn ha, hoành củ là 77. Tiếp 13. 13 là Yến Vân. Yến Vân mã 13 ghép 12 bo 500.000, hoành gốc 72. Yến Vân là 3 lớp màu tím. Cây này củ rất là già luôn nè. Củ tròn nha. Một mặt nữa bên đây thì tròn, còn một mặt nữa bên đây mình thấy cái rễ nó tua xuống nhìn na ná giống như dạng rễ nơm ha. Cây này rất là già, khách nào thích sưu tầm mấy dạng củ già thì đón em này. Già củ tròn mà củ nó mửa nó nửa mặt củ bên đây thì dạng na ná rễ nơm. Rồi 500.000 cho cây Yến Vân này màu tím. Đến 14. 14 là một cái gốc này đẹp, gốc già mà có hình đẹp. Hoành gốc là 79, mang tên là Nguyệt Tâm 7. Một dòng hoa 4 lớp nền vàng cam sọc hồng, nở vài ngày sẽ chuyển màu qua hồng. Cây này cao tính từ đáy chậu lên là 1m2. Hoa 4 lớp nha cả nhà, chuyển màu cực kỳ mạnh. Mình thấy cái mắt ghép này, nó liền. Từ cái bo ghép nó lên là nó khoảng 5 tấc nha. Nhánh nó dài 5 tấc mà nhánh mình to, khỏe, không quạt, đứng sừng sững nha. Hoành gốc là 79, củ dạng cơ bắp, ghép 7 bo, 800.000, Nguyệt Tâm 7. 15. 15 mình tham khảo giùm em gốc riêng. Đây gốc riêng hoa 3 lớp màu hồng tên là Kỳ Duyên ha.
cây đang nụ và có hoa nở thực tế luôn. Củ thì hình quái, hình giống như hai con rồng nó đang quấn với nhau nè. Hoành gốc là 60, gốc riêng mà củ to, củ hình quái nha, 350 ngàn. 350 ngàn em bao ship nguyên chậu cho mình luôn. Tiếp số 16, 16 tiếp tục, một gốc riêng nữa. Gốc này là hoành gốc 60. Cây riêng hoành gốc 60, cái này thì cái củ nó chia ra làm 3 khối đây. Tên là kỳ duyên luôn, cây đang nụ như hình nè. Dường như cái ngọn nào cũng đang mang nụ nha, nụ bằng ngón tay út. 350 ngàn cho củ này. Gốc riêng mã 16, cây riêng kỳ duyên 350 ngàn, hoành gốc 60. Tiếp 17 mình đến với gốc ghép lạ Long Quân. Lạ Long Quân ha, ba lớp màu hồng, có cái sọc giữa cánh. Giống này thì hoa thơm, cây đang nụ như hình nè, ngọn nào cũng có đang nụ hết nha. Cây này thì ghép 11 bo giá 400 ngàn, hoành gốc 66. Đây mình xem lại một lần nữa từ trên xuống. Tiếp 18 một cây cũ hình hơi quái. Đây X92, hoa ba lớp màu tím sọc, cây 7 bo 130 ngàn. Cây này có hoành 55 đổ lên á. Tiếp 19. 19 là Vân Ngọc, hoa 5 lớp màu đỏ viền trắng. Xây hoa to lắm nha cả nhà. Đây cây đang nụ như hình nè. Hoành cũ là 76. Cũ thì dạng cũ tròn, xa xa một khoảng cái nó có thả một cái rễ to xuống. Cây 9 bo 650 ngàn. Tiếp 20 một cây này nhìn vô cái tàn cây xuất sắc luôn nha. Ai thích dạng tàn xơm xê, hoa siêu rộ là chọn cái giống này. Phú Thành, đây hên quá, có một ngọn đang có nụ nè. Phú Thành ba lớp màu đỏ tươi nha, hoa rất là rộ luôn, bo khỏe tàn lá xơm xuê luôn, tựa dài. Đây cái cũ của Phú Thành. Mã số 20 mang tên là Phú Thành, ghép 9 bo 450 ngàn, hoành cũ là 66. Tiếp 21 một cây này nhìn là xuất sắc nè. Hoàng Phi Hồng, cái giống này khách hôm nay chờ đợi em ghép ra. Cái giống này lần nào cũng ghép ra số lượng ít, tại mấy cái giống này em gầy giống ra nó ít quá. Đây nay thì có được lại mấy cây lớn hả, đợt này ghép có mấy cây à. Rồi Hoàng Phi Hồng, hoa màu vàng đậm luôn nha cả nhà, hai lớp màu vàng đậm, mới nở ra vàng đậm, nở 3-4 ngày cái cánh nó phớt hồng. Đến giai đoạn mà gần tàn là cái cánh nó vô được, nó lem hồng vô được là cỡ khoảng 30% ha. Đây mình thấy cái tàn cây của mình đây. Hoàng Phi Hồng, hoành gốc 70. Ai thích màu vàng đậm luôn thì chọn cái giống này ha. 11 bo 500 ngàn. Giai đoạn đầu thì màu vàng đậm, nó nở vài ngày thì cái cánh nó sẽ phớt hồng. Tiếp 22 cây ghép hai giống. Cái nụ màu hồng đây là ngọc cô nương, ba lớp màu hồng viền trắng, và cái nụ đỏ đây là hoa hồng đen nha. Ba lớp màu đỏ, đỏ đậm luôn, viền tím đen. Cây hai giống ghép 11 bo mà trong đó là mình chiếm ưu thế nhiều. 10 bo là ngọc cô nương là màu hồng nha, có duy nhất một bo hoa hồng đen là màu đỏ thôi. Rồi cây 11 bo hoành cũ là cỡ 62 đổ lên, 220 ngàn. Tiếp 23, một giống hoa thơm đậm mùi tên là Thiên Hương, ba lớp nền trắng viền hồng cánh dúng nha, trắng viền hồng cánh dúng thơm. Giống này để cho hoa chùm. Mã 23, 7 bo 130 ngàn, Thiên Hương. Số 24, Long Thành ba lớp màu đỏ. Đây Long Thành cái tàn cây mình đang chấm nụ ha.
Long Thành 10 bo 140.000. Số 25. Sĩ thứ 1, 3 lớp màu trắng viền hồng, giống này là hoa siêu rộ luôn. Kép 6 bo 130.000. Số 26. 26 là Vân Ngọc, 5 lớp màu đỏ viền trắng. Vân Ngọc phủ này rất là già nè. Được ghép 8 bo 220.000, hoành gốc là cỡ 61 đổ lên. Tiếp 27, Ngọc Thủy Tiên. Đây, Ngọc Thủy Tiên đang chấm nụ. Ngọc Thủy Tiên, cây 8 bo 130.000. Hai mươi tám, Phú Thành, ba lớp màu đỏ. Phú Thành ghép 6 bo 150.000, hoành gốc là 55 đổ lên. Tiếp 29, cây cuối. 29 là Long Thành. Đây, mình xem cái củ Long Thành, củ này cây già lắm nè. Long Thành, ba lớp màu đỏ tươi, cây tàn bung rộng ra 1m1. Cây đang nụ như hình nha. Mình thấy nè, cái mặt ghép này nó chắc, nó lên trên, cái bò ghép nó lên trên, nó phần nhánh ra thêm nè. Rồi, củ Long Thành này hoành củ là 81 nha cả nhà. Hoành gốc là 81. Đây, mình xem cái củ nó ghép 11 bo 900.000. Rồi, hôm nay em giới thiệu cho mình tham khảo là 29 cây ha. Cả nhà mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em, cứ gọi theo số máy là 0981813055. Mình mua một lượt 10 cây, em tặng mình một cây làm quà. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.